Chương thứ 18. Đại tá Grand Fork là một người thượng lưu. Các bạn thấy đó, ông là một người thượng lưu về mọi mặt. Cả gia đình ông cũng vậy. Ông ta xuất thân ở nơi danh môn, như người ta thường nói. Và cái đó đối với một con người cũng giá trị như đối với một con ngựa. Nhưng mụ Wardoglas vẫn nói thế. Và không ai có thể chối cãi được rằng mụ là quý phái hàng đầu ở tỉnh. Chính bố tôi cũng vẫn nói thế nữa, mặc dù bố tôi cũng chẳng giá trị gì hơn một con mèo hoang. Đại tá Grand Fork cao lớn, nhưng mảnh khảnh, có một nước da ngăm ngăm, lại nhờn nhợt. Cả khuôn mặt không có chỗ nào hồng hào. Sáng nào ông cũng cạo râu nhẵn nhụi, khắp cả bộ mặt gầy guộc của ông. Ông có một đôi môi vào loại mỏng nhất, hai lỗ mũi vào loại nhỏ nhất. Mũi gồ cao, lông mày rậm, đôi mắt vào loại đen nhất, lõm sâu đến nỗi tưởng như đôi mắt ấy từ trong hang thăm thẳm mà nhìn vào ta vậy. Có thể nói như thế. Trán ông cao, tóc hoa râm, thẳng, xõa xuống tận hai vai, hai bàn tay vừa mỏng vừa dài. Trong đời ông mỗi ngày ông thay một chiếc áo lót và thắng một bộ quần áo suốt từ đầu đến chân, toàn bằng nỉ trắng, nhìn mà chói cả mắt. Rồi những ngày chủ nhật ông mặc thêm một chiếc áo khoác, ngoài có đuôi, màu xanh, có khuy đồng. Tay ông cầm một chiếc can bằng gỗ đào, đầu bịt bạc, không hề bao giờ ông tỏ ra vô tâm một chút nào. Và cũng không bao giờ ông tỏ ra nóng nảy giận dữ với ai. Ông cố gắng để tốt với mọi người, bạn có thể cảm thấy thế, do đó mà tin ở ông. Thỉnh thoảng ông mỉm cười trông thật dễ thương, nhưng khi nào ông ấy đứng thẳng người lên như pho tượng thần tự do. Và từ dưới đôi lông mày đó, bắt đầu có ánh sáng long lanh phát ra. Bạn có thể muốn tìm cái cây mà trèo lên ngay, và sẽ biết rồi sau đó có chuyện gì. Ông ấy không cần phải bảo mọi người coi chừng cách ăn ở. Thế mà ông ấy đến chỗ nào là ai nấy đều ngoan. Mọi người đều thích có ông ở gần. Thường ông ấy như ánh sáng mặt trời, nghĩa là tôi muốn nói rằng nó như gặp khi tiết trời tốt ấy. Khi mặt trời đi vào đám mây thì tối sầm đến nửa phút, và chỉ thế thôi, rồi chừng đến một tuần lễ sau vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Buổi sáng, khi ông cùng phu nhân bước xuống nhà thì mọi người đứng dậy chào hỏi. Ông bà chưa ngồi xuống, cả nhà cũng chưa dám ngồi, rồi Tom và Bob đi ra tủ rượu. Rót lẫn mấy thứ rượu mới nhau, đem đến đưa cho ông. Ông cầm trên tay, chờ Tom và Bob đã rót cả mọi thứ xong rồi, và cả hai đứa đã cúi xuống nói xin hầu ông bà, rồi lại chào đủ mọi thứ kiểu trên đời, rồi lại nói cảm tạ nữa. Tất cả mới cùng uống. Sau đó, Bob và Tom đổ một thìa nước vào đường, cho một tí rượu whisky và brandy vào đáy cốc, đưa cho tôi và Bob. Rồi lại đến lượt chúng tôi cùng uống chúc mừng hai ông bà ấy. Bob là con trai lớn nhất, rồi đến Tom. Cả hai đều cao lớn đẹp trai, vai rộng, mặt ngăm đen, tóc đen và dài, mắt cũng đen nữa. Hai người đều mặc đồ nỉ trắng, cũng suốt từ đầu đến chân, như ông già thượng lưu, và đội mũ cói rộng vành. Rồi đến cô Carlos, cô 25 tuổi, cao lớn, hãnh diện, khi nào không nổi nóng lên thì cũng cố gắng tỏ ra tốt bụng. Những lúc cô ấy nổi nóng thì vẫn có thể làm cho bạn run đôi cẳng, chẳng khác gì bố cô ta. Cô ấy khá đẹp. Còn cô em Sophia thì lại khác hẳn chị. Cô rất hiền hậu, dễ thương như một con chim bồ câu. Cô mới 20 tuổi. Mỗi người trong nhà đều có riêng một người da đen hầu hạ. Cả thằng Bốc cũng có. Người da đen họ dành cho tôi thì tha hồ dỗi việc, vì tôi không bao giờ muốn ai làm hộ cho tôi cái gì. Còn thằng Bốc thì lúc nào cũng sai bảo, gắt nhặng cả lên. Đó là tất cả những người có mặt trong gia đình. Đáng lẽ còn nhiều hơn, nhưng ba người con trai lớn đã bị giết cả, với cô Emily đã chết rồi. Ông già thượng lưu này có mấy cái trại với hơn 100 người da đen làm việc. Thỉnh thoảng có một đám người đến đấy đi ngựa từ một nơi cách đấy 15 dặm. Họ ở lại 5-6 ngày ăn uống lu bù trên sông hay là quanh nhà, nhảy nhót nô đùa trong rừng lúc ban ngày, rồi đến đêm vào trong nhà lại nhảy. Những người này phần lớn là họ hàng của gia đình, họ mang theo cả súng, mà phải nói rằng đây toàn là súng hạng tốt và đẹp cả. Có một dòng họ quý phái khác ở gần đây, độ 5-6 gia đình,
phần lớn mang tên là Stepeden cả. Họ cũng tiếng tăm, cũng thuộc danh môn, giàu có, to lớn như họ nhà Grandford vậy. Cả hai nhà Stepeden và Grandford đều dùng chung một cái bến tàu ở cách nhà chúng tôi chừng 2 dặm. Thỉnh thoảng tôi vẫn ra đó cùng với mấy người của nhà này, thường thấy một đám người của nhà Stepeden cưỡi những con ngựa rất đẹp chạy qua đó. Một hôm Bốc và tôi vào rừng săn bắn, chợt nghe thấy tiếng ngựa chạy tới. Chúng tôi đang qua đường, Bốc nói: "Mau lên, nhảy vào rừng." Chúng tôi nhảy vào rừng, nấp trong bụi nhìn qua kẽ lá ra ngoài. Lát sau có một người trai trẻ, đẹp, đang phi ngựa về phía này, ngồi trên lưng ngựa, vững vàng như một tay kỵ binh. Hắn ta có một cây súng đeo trên phía trước yên ngựa. Tôi đã gặp hắn một lần, đó là Harney Stepeden. Bỗng một tiếng súng của Bốc nổ sạt qua vai tôi, và chiếc mũ đội trên đầu Harney bật tung lên. Hắn vội cầm lấy súng rồi lao thẳng ngựa đến chỗ có tiếng nổ. Nhưng chúng tôi không đợi, chúng tôi nhảy vọt qua rừng chạy biến đi. Rừng không rậm rạp lắm nên tôi có thể vừa chạy vừa ngoái cổ lại nhìn để tránh đạn. Hai lần thấy Harney vừa nhắm miệng súng vào Bốc, nhưng rồi hắn lại quay trở về chỗ cũ. Tôi đoán hắn nhặt mũ chứ mắt không trông thấy. Chúng tôi chạy một mạch về tận nhà. Ông già thượng lưu nhìn chúng tôi, đôi mắt sáng lên một chút, ý chừng là ông ấy vui lòng, tôi đoán thế. Nhưng rồi mặt ông lại ỉu xuống và nói với giọng nhẹ nhàng: "Ta không thích cái lối từ trong bụi rậm bắn ra như vậy. Tại sao mày không đứng giữa đường cái mà bắn hả con?" "Bọn Stepeden cũng thế bố ạ. Bao giờ chúng nó cũng tìm chỗ lợi thế." Cô Charlotte nghe Bốc kể lại chuyện ấy ngừng cao đầu lên như một bà hoàng, lỗ mũi nở ra, đôi mắt nhấp nháy. Hai người con trai thì nét mặt xa sầm nhưng không nói gì. Cô Sophia thì tái mặt, nhưng rồi khi nghe nói về người kia không bị trúng đạn, cô lại trở lại như thường. Lát sau tôi kéo Bốc xuống nhà xay lúa, ngồi dưới bóng cây nói chuyện riêng. Tôi hỏi: "Lúc đó mày định giết nó thật à Bốc?" "Ta định thật chứ." "Thế nó làm gì mày?" "Nói à, nó chẳng làm gì tao bao giờ." "Ơ thế mày định giết nó làm gì?" "Ơ chẳng làm gì cả, chỉ vì cái đồn điền thôi." "Đồn điền là cái gì? Ô hay mày sinh trưởng ở đâu mà không biết đồn điền?" "Tao chả nghe thấy bao giờ, mày thử nói tao nghe xem nào." Bốc nói: "Thế này này, đồn điền là như thế này, một người có xung đột với một người khác rồi giết đi, rồi anh em người kia bị giết, lại đến người này giết. Rồi anh em người này lại giết người kia, cả hai bên đều cứ giết nhau như thế mãi. Sau rồi thì anh em họ lại cũng dính vào đó nữa. Rồi dần dần ai cũng bị giết hết. Thế là không còn đồn điền nữa. Nhưng đó là cả một chuyện lâu dài." "Thế cái chuyện này đã có lâu chưa Bốc?" "Ừ tao nghĩ có lẽ lâu rồi, có lẽ đến 30 năm nay rồi hay hơn thế nữa. Có cái chuyện gì rắc rối, rồi lại có cái chuyện kiện cáo gì, có cái phán quyết gì rắc rối. Tòa án phần xử một người trong đám, thế là người này đứng dậy bắn luôn người được kiện kia một phát, mà cái đó là cố nhiên, ai chả thế." "Cái gì rắc rối hả Bốc? Ruộng đất phải không?" "Có lẽ như vậy, ta cũng chẳng biết." "Ừ, thế lúc đó ai bắn? Người của nhà Grandford hay người của nhà Stepeden?" "Cái chuyện luật pháp làm sao tao biết được, lâu lắm rồi." "Thế không ai biết à?" "Ồ có chứ. Bố ta biết, ta chắc thế. Và những người trong nhà này cũng biết. Nhưng bây giờ họ không biết rằng từ lúc đầu đánh nhau như thế nào." "Đã có nhiều người bị giết chưa Bốc?" "Có, nhiều lần suýt nữa thì phải làm đám tang. Nhưng không phải lần nào cũng bắn chết được cả đâu. Bố ta có mấy viên đạn nằm trong người, nhưng ông ấy không cần vì chỉ là đạn nhỏ thôi. Bob đã bị đâm bằng con dao săn, Tom cũng bị trúng đạn một vài lần." "Thế năm nay có ai bị giết không Bốc?" "Có, bên chúng tao giết được một người, bên họ cũng giết được một người. Khoảng 3 tháng trước em họ tao là thằng Bút, nó 14 tuổi đang đi ngựa trong rừng bên kia sông. Nó chẳng mang vũ khí gì theo, điên rồ thế cơ. Đang đi ở một chỗ vắng thì nó nghe tiếng ngựa sau lưng. Quay lại thấy lão Betty Sepeden đang đuổi đến gần. Trong tay lão cầm súng và tóc trắng của lão ta bay trước gió. Thế thì đáng lẽ phải nhảy sang bên và chạy vào rừng. Thằng Bốc lại cứ phi ngựa chạy vọt lên đằng trước. Thế là hai người bám sát nhau đuổi đến hơn 5 dặm. Lão già kia cứ muốn vượt lên trước mà không được. Sau cùng thằng Bốc thấy vậy vô ích, nó mới dừng ngựa lại, để nếu như có phải ăn đạn thì cũng là ở trước mặt. Mày hiểu không? Thế thì lão già kia vượt lên bắn nó chết. Nhưng rồi lão già kia cũng không may được lâu, vì trong một tuần lễ thì những người của nhà bên này đã cho lão đi chầu rời ngay." "Ta cho là lão già kia hèn Bốc ạ." "Không,
lão ấy không hèn đâu. Cứ trông lão ta thì biết, trong đám nhà Stapleton chẳng có ai hèn nhát đâu. Và trong họ nhà Granford này cũng không có ai hèn cả, mày biết không? Có một hôm lão già ấy đã chống lại với ba người nhà Granford này trong nửa giờ, và rút cục lão ta thắng trận đấy. Mấy người lúc ấy đều đi ngựa cả. Lão ta nhảy xuống ngựa nấp sau một đống gỗ, rồi cho con ngựa đứng ra đằng trước đỡ đạn. Mấy người nhà Granford thì vẫn ngồi trên ngựa bao vây xung quanh lão già ngắm bắn lão. Lão ta bắn trả. Sau đó cả lão già và con ngựa chạy được về máu me đầy người, què lê kéo dệt. Nhưng còn mấy người nhà Granford thì phải khiêng về. Một người chết ngay, một người nữa thì hôm sau cũng chết nốt. Không ông ơi, nếu ra trận mà chỉ có những người hèn nhát thì chẳng bao giờ dám chạm trán với những người nhà Stapleton đâu. Và cũng chẳng ai nuôi những người như thế đâu. Chủ nhật đó chúng tôi đi lễ nhà thờ, cách nhà đổ ba dặm, ai cũng đi ngựa, mỗi người đều mang súng theo mình, cả Búc cũng thế. Búc kẹp súng vào đùi hoặc dựa súng vào tường, với tay ra là lấy được ngay. Những người bên nhà Stapleton cũng vậy, thật là chỉ cầu nguyện bề ngoài thôi, nào là nói thương yêu nhau như anh em với những câu khác kiểu như thế, nghe mà phát ngấy, nhưng rồi ai cũng nói là cầu nguyện như thế là rất tốt. Cả lúc trở về nhà đi dọc đường cũng vẫn nói như vậy. Họ nói một lô những điều về lòng trung thành, về tốt lành, về những trời đất gì tôi cũng không biết nữa. Và tôi cảm thấy đây là một trong những ngày chủ nhật chán nhất mà tôi đã từng được nếm. Độ một giờ sau bữa trưa, mọi người đều tản mát đi hết. Người ngồi ghế, người về buồng riêng, và không khí thật buồn tẻ. Búc với một con chó ra nằm dài trên cỏ ngủ dưới nắng. Tôi cũng đi lên buồng và nghĩ bụng cũng phải ngủ một giấc. Thấy cô Sophia hiền hậu đang đứng cửa bên cạnh buồng chúng tôi, cô ấy kéo tôi về buồng riêng của cô ấy, khẽ đóng cửa và hỏi tôi có yêu mến cô ấy không. Tôi bảo tôi có yêu. Cô bảo tôi làm giúp cô ấy một việc là đừng nói với ai. Tôi bảo được. Rồi cô ấy nói là để quên cuốn kinh thánh ở trên ghế nhà thờ cùng với hai quyển sách, bảo tôi lặng lẽ ra khỏi nhà đi đến đó lấy về hộ, và nhớ đừng nói với ai. Tôi bảo được, để tôi đi lấy cho. Tôi lẻn ra ngoài nhà, rồi thẳng đường chạy đến đó. Trong nhà thờ chẳng có một ai, có lẽ chỉ có vài con lợn. Vì cửa nhà thờ không đóng, và mùa hè lợn nó thích cái sàn gỗ cao ráo của nhà thờ, mát mẻ. Nếu các bạn để ý sẽ thấy có nhiều người chỉ khi nào không thể đi nhà thờ được thì mới không đi thôi. Chứ lợn thì nó khác. Tôi tự bảo là chắc có chuyện gì đây. Một người con gái mà lại lo cuống lên về chuyện cuốn kinh thánh thế này không phải là tự nhiên. Tôi cầm cuốn sách, rũ một cái, một mảnh giấy con rơi ra con nét bút chì viết chữ 2 giờ rưỡi. Tôi lục lại một lần nữa nhưng không thấy gì khác. Tôi cũng không nghĩ ra được nó là cái gì, nên bỏ màu giấy trả lại. Khi tôi trở về, lên gác, thấy cô Sophia vẫn đứng cửa chờ tôi. Cô ấy kéo tôi vào, đóng cửa lại, rồi tìm được màu giấy trong cuốn sách. Đọc xong thấy có vẻ vui mừng. Bỗng nhiên tôi chưa kịp nghĩ gì thì cô ấy đã nắm lấy tay tôi, bảo tôi là cậu bé tốt nhất trên đời, dặn tôi đừng nói với ai. Cô ấy đỏ mặt lên một phút, đôi mắt sáng lên. Lúc đó nhìn cô ấy đẹp vô cùng. Tôi ngạc nhiên, nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi mới hỏi rằng cái mẩu giấy ấy là thế nào. Cô ấy hỏi tôi đã đọc cái gì viết trong đó chưa. Tôi bảo chưa. Cô ấy hỏi tôi có được học chữ viết không. Tôi bảo không, chỉ mới tập gạch nét. Cô ấy bảo rằng mảnh giấy đó chỉ để đánh dấu chỗ đang đọc dở thôi. Rồi lại bảo tôi có thể chạy ra ngoài mà chơi. Tôi đi xuống bờ sông, suy nghĩ về chuyện này, chợt thấy anh da đen của tôi bước theo sau. Lúc chúng tôi đi đến chỗ khuất trong nhà không trông thấy được, hắn mới quay lại nhìn một giây, rồi chạy đến chỗ tôi, nói: "Cậu George, nếu cậu đi quá xuống cái đầm dưới kia, tôi sẽ chỉ cho cậu xem một lũ chồn nước." Tôi nghĩ bụng, quay lạ, từ hôm qua hắn đã nói cái đó rồi, hắn cũng biết rằng chả có ai thích chồn nước cho lắm và cũng không ai đi săn cái giống đó. Mà tại sao hắn cứ nói thế? Tôi bảo, được, anh đi trước đi. Tôi bước đến theo hắn nửa dặm, rồi rẽ ra phía đầm, phải lội qua một quãng đến mắt cá chân độ nửa dặm. Chúng tôi đến một chỗ đất bằng vừa cao, vừa khô, có nhiều cây cối bụi rậm, có cả nhò nữa. Hắn nói, cậu George, cậu bước quá vào trong kia mấy bước, nó ở trong đó. Tôi đã được thấy trước rồi, bây giờ tôi không cần xem nữa. Nói xong, hắn chạy biến đi ngay, rồi khuất sau một đám cây không thấy đâu. Tôi bước vào phía trong, đến một chỗ trống chỉ rộng khoảng chừng bằng một cái phòng. Xung quanh có lá nho che kín, bỗng thấy một người đang nằm ngủ trong đó. Trời ơi, thì ra đó là Jim của tôi.
Tôi gọi Jim dậy và tôi đoán thế nào trông thấy tôi, hắn cũng kinh hoàng cho mà xem. Nhưng không, hắn chỉ mừng rỡ, đến gần khóc, không thấy làm ngạc nhiên. Hắn kể lại rằng đêm đó hắn bơi theo sau tôi và có nghe thấy tiếng tôi gọi mấy lần nhưng không đáp, vì sợ có người nhận ra và bắt hắn về làm nô lệ. Hắn nói, tôi bị đau một tí nên không bơi nhanh được, bị cậu bỏ lại đằng sau khá xa. Lúc cậu lên bờ rồi thì tôi tính có thể lên đất sẽ theo kịp cậu mà không cần phải gọi. Nhưng đến khi trông thấy tòa nhà đó thì tôi bắt đầu đi chậm lại. Tôi đứng xa nên không nghe rõ họ nói gì. Với cậu, tôi cũng sợ bầy chó. Đến lúc yên lặng cả thì tôi biết là cậu đã vào bên trong rồi. Vì vậy tôi mới ra ngoài rừng nằm chờ cậu suốt một ngày. Sáng hôm sau, có mấy người da đen đi ra làm đồng, họ bắt gặp tôi, chỉ tôi trốn vào đây. Chỗ này có đầm nước, ngăn với trong kia nên lũ chó không đánh hơi. Cứ đến đêm thì anh em họ đem cho tôi ít đồ ăn và họ có thể cho tôi biết về cậu ở trong đó ra sao. Sao anh không bảo Jack dẫn tôi ra đây sớm hơn nữa hả Jim? Tôi không muốn phiền cậu, cậu hốt cả. Cậu bảo có thể làm gì đâu. Nhưng bây giờ thì yên chí rồi, tôi đã mua được son chảo, thức ăn đủ cả. Thật may quá, đêm đêm tôi lại mò ra, vá víu lại cái bè. Tôi... bè nào, Jim? Bè cũ của chúng mình ấy. Thế nghĩa là cái bè của chúng mình không bị tan tành ư? Không, không đâu, nó chỉ vỡ một phần thôi, còn một đầu vẫn nguyên, chẳng hề gì, chỉ có hầu hết đồ đạc của chúng ta mất hết rồi. Nếu không lặn xuống nước quá sâu, nếu đêm đó không tối quá, và nếu chúng mình không sợ hãi, bạo dạn một tí như câu phương ngôn vẫn nói, thì chúng ta sẽ có thể giữ cái bè lại. Nhưng chả lo, bây giờ đã sửa lại gần như mới rồi, và lại có lô những thứ khác nữa, ngay ở chỗ chúng ta bị mất. Anh làm thế nào mà tìm được bè về? Jim, anh đuổi theo à? Tôi nằm trong rừng này thì làm sao mà đuổi theo? Không cậu ạ, có mấy anh em da đen tìm thấy nó nằm kẹt ở bãi gần đây. Họ đem giấu vào một cái hốc dưới bụi liễu. Họ bàn tán cãi cọ với nhau mãi về cái bè không biết là của ai. Vừa lúc đó tôi tới, nói cho họ biết là cái bè đó không phải của ai, mà là của cậu và tôi. Tôi hỏi có phải họ định lấy tài sản của một người da trắng thượng lưu hay không mà lại đem giấu đi như vậy. Rồi tôi cho mỗi người một hào, người nào cũng thỏa mãn. Rồi tôi bảo nếu có những bè khác nữa trôi đến thì họ sẽ lại có tiền. Họ đối với tôi tốt lắm cậu ạ. À, những anh em da đen ấy mà, mỗi khi tôi cần họ giúp đỡ gì thì chả phải nói đến hai lần đâu cậu ạ. À, cái thằng Jack ấy là một người da đen tốt và nó cũng khá nhanh nhẩu. Ừ, hắn tốt đấy. Hắn cũng chả bao giờ nói với tôi là anh ở đây. Hắn bảo tôi tới đây hắn trỏ cho xem lũ chồn nước. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì hắn không bị liên lụy. Hắn có thể nói là chưa trông thấy chúng mình đi với nhau và như thế người ta sẽ tin là thật. Tôi không muốn nói nhiều về ngày hôm sau ra sao. Tôi chỉ kể vắn tắt như thế này thôi. Tôi thức dậy từ lúc còn tờ mờ sáng, đang định quay ra ngủ thì bỗng nhận thấy lúc đó rất yên tĩnh. Hình như không có ai động đậy gì hết. Điều đó hơi bất thường. Sao tôi lại thấy Book đã dậy và đi từ lúc nào? Tôi vùng dậy, lấy làm lạ, đi xuống nhà dưới. Chẳng có ai ở đó. Mọi vật đều im lặng như một con chuột. Bên ngoài cũng thế, tôi không hiểu như vậy là sao. Bước ra đống gỗ, tôi đến chỗ Jack hỏi. Có chuyện gì đấy? Hắn đáp. Cậu không biết à, George chứ? Không, tôi có biết gì đâu. Vâng, cô Sophia, cô ấy trốn đi rồi. Trốn đi thật rồi. Cô ấy trốn đi vào giữa đêm, chẳng ai biết cả. Cô ấy trốn đi để lấy cái anh chàng Hesney Sepedon đấy. Cậu biết không? Nghe họ đồn thế, gia đình thì mới biết cách đây độ nửa giờ thôi, có lẽ không tới, và họ vội vã đi ngay rồi. Lần này thật là một lần vội vã, súng ống, ngựa, nghẽo, ầm ĩ, dầm dập chưa từng thấy. Các bà ấy đã đi loan báo cho họ hàng cả rồi. Ông cụ Saul và mấy cậu thì đem súng ra bờ sông tìm giết anh chàng kia, vì rất có thể anh ta đem cô Sophia qua sông. Tôi đoán có lẽ sắp xảy ra nhiều chuyện lôi thôi nữa đây. Book nó dậy, sao không gọi tôi? Tôi chắc cậu ấy cố tình như thế. Họ không muốn cho cậu dính vào việc này. Cậu Book cậu ấy lên đạn và bảo rằng sắp đi bắt một tên Sheridan về. Ở phía bên kia họ đông người lắm. Tôi chắc thế. Cậu thử tính xem may ra cậu ấy có đi chõm được người nào không. Tôi chạy vụt ra bờ sông thật nhanh. Rồi một lúc sau thì nghe tiếng súng nổ bốn bề. Ra đến cái lán gỗ gần bến tàu thủy, tôi tìm loanh quanh trong đám cây xem có chỗ nào kín để nấp. Rồi tôi trèo lên một cái chạc cây xa tầm súng xem xét. Có một đám gỗ khác chất cao gần hai thước ở kế đó. Tôi định chạy đến nấp ở đằng sau, nghĩ bụng có thể chắc chắn hơn.
4-5 người cưỡi ngựa chạy rầm rập quanh đó, ở chỗ đất trống trước mặt lán gỗ. Họ vừa chửi vừa hét, đã định tóm hai cậu thanh niên nấp đằng sau đống gỗ dọc bến tàu thủy, nhưng họ không vào tới được. Mỗi lần một người trong đám kia thò ra phía ngoài sông khỏi đống gỗ một tí thì từ trong đống gỗ lại có người bắn ra. Hai cậu kia ngồi xổm dựa lưng phía sau đống gỗ, thành ra có thể kiểm soát được cả đường ra đường vào. Lát sau mấy người kia không chạy quanh và cũng không la hét, họ đi về phía nhà kho. Lập tức một cậu đứng dậy bắn một phát từ trên đống gỗ ra trúng một người trong bọn kia ngã ngựa. Họ nhảy vội cả xuống để nhặt người bị thương đem về nhà kho. Vừa lúc đó hai cậu kia bỏ chạy. Hai cậu chạy được nửa đường từ chỗ đó đến chỗ tôi nấp thì chợt thấy mấy người kia. Họ nhảy ngựa đuổi theo. Họ dựng gần đến nơi nhưng không ăn thua. Hai cậu kia chạy rất nhanh đã lọt vào trong đống gỗ ngay trước mặt cái cây tôi nấp. Thế là lại lợi thế hơn bọn người kia. Một trong hai cậu đó là Puck, còn một cậu gầy gò hơn thì chạc 19 tuổi. Bọn người đó sục sạ một lúc ở xung quanh rồi bỏ đi. Họ vừa đi khuất thì tôi lên tiếng gọi Puck. Lúc đầu nó không hiểu tại sao lại có tiếng tôi trong đám cây vọng ra. Nó ngạc nhiên sợ hãi. Sau nó bảo tôi nhìn cho kỹ xem, và hễ là những người kia quay lại thì báo cho nó biết. Nó bảo bọn người kia sẵn sàng âm mưu gì đó nên thế nào cũng quay lại. Tôi muốn rời khỏi cây này nhưng lại không dám. Bỗng thấy thằng Búp khóc váng lên và nó nói rằng nó và anh họ nó là Joe, tức là cái cậu cùng chạy kia, cả ngày hôm nay còn phải trốn tránh nữa. Nó nói là bố nó và hai anh nó bị giết rồi, bên kia kẻ thù 2-3 người bị giết. Nó bảo là bọn nhà Shepardon bố trí phục kích. Nó nói bố nó và anh trai nó vừa đánh vừa chờ họ hàng kéo đến, nhưng cánh nhà Shepardon mạnh quá. Tôi hỏi nó thế còn Hadney và cô Sophia thì sao? Nó bảo hai người đã qua sông sang bên kia rồi, không việc gì cả. Tôi nghe thế mừng lắm, nhưng thằng Búc thì không thế. Nó rất bực mình nghĩ đến hôm trước đã không giết được hạt này cái bữa ở trong rừng. Tôi chưa hề bao giờ lại thấy như vậy. Bỗng, pang, 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 3-4 phát súng nổ. Cả hai đứa kia đã bỏ ngựa, luồn qua rừng bỏ đến sau lưng từ lúc nào. Cả hai đứa nhảy xuống sông, cả hai đứa đều bị thương. Trong lúc hai đứa bơi xuôi theo dòng sông thì thấy người kia chạy trên bờ bắn theo, miệng kêu, giết chúng nó đi. Tôi nghe thấy thế đau đớn quá, suýt ngã từ trên cây xuống. Tôi không dám kể tiếp những chuyện xảy ra sau đó, vì nói ra đau lòng hết sức. Tôi nghĩ giá đêm đó đừng ra bờ sông để khỏi nhìn thấy những cảnh ấy thì hơn. Sao tôi không thể nào quên được, nhiều khi ngủ cứ mê thấy chúng nó. Tôi ở tít trên ngọn cây cho đến lúc trời sẩm tối, vì sợ quá không dám xuống. Thỉnh thoảng tôi còn nghe tiếng súng từ trong rừng xa. 2 lần tôi trông rõ những đám người đi ngựa mang súng chạy qua lán gỗ, và tôi đoán rằng chuyện rắc rối vẫn còn đang tiếp diễn. Tôi quá sức kinh hãi, định bụng sẽ không bao giờ còn quay lại gần căn nhà đó nữa, và tôi nghĩ dù sao mình cũng sẽ bị khiển trách. Tôi đoán rằng cái mẩu giấy kia có nghĩa là cô Sophia đi gặp Hackney ở chỗ nào đó vào lúc 2:30 để cùng trốn đi. Tôi thấy đáng lẽ tôi phải nói cho bố cô ấy biết về chuyện mảnh giấy đó với cái hành động hơi lạ lùng của cô. Như vậy bố cô sẽ giam cô lại thì đâu có thể xảy ra những chuyện giết người kinh khủng thế này. Ở trên cây tụt xuống, tôi bò theo dọc bờ sông một quãng, thấy hai cái xác nằm trên bờ nước. Tôi cố sức kéo hai cái xác vào phía trong và lật mặt lên xem. Rồi tôi chạy biến đi thật nhanh. Lúc nhìn ra mặt Búc, tôi khóc lên hồi lâu vì hắn đối với tôi thật tốt bụng. Rồi trời tối hẳn, tôi không dám đến gần nhà mà đi xuyên qua rừng tìm về cái đầm. Jim không còn đó nữa. Tôi học tốc len lỏi qua đám cây liễu, nóng lòng nhảy ngay lên thuyền mà đi cho thoát khỏi cái xứ khủng khiếp này. Chiếc bè cũng đâu mất rồi. Trời ơi, tôi sợ quá. Đến hơn 1 phút đồng hồ bị nghẹn thở, rồi tôi kêu lên một tiếng. Cách chỗ tôi đứng chỉ độ vài thước, bỗng có tiếng nói. Mày quá trời ơi, có phải cậu đấy không? Cậu khẽ khẽ chứ. Đó là tiếng Jim. Trước nay tôi chưa hề nghe thấy tiếng nói nào, nó làm cho mình yên lòng đến thế. Tôi nhảy vọt qua bờ nước, lên bè. Jim ôm chặt lấy tôi, hắn thấy tôi mừng rỡ quá. Jim nói. May quá, cậu ơi, tôi ở dưới này đã tưởng cậu lại chết rồi. Jack nó đến đây và nói có lẽ cậu bị trúng đạn hay sao ấy mà không thấy cậu trở về. Tôi định đẩy bè xuống phía đó, chờ hễ Jack nó quay lại cho tôi biết chắc là cậu đã chết thì tôi sẽ đánh bè đi ngay. Thế mà bây giờ cậu đã lại quay về đây rồi. Tôi sung sướng quá. Tôi nói, hay lắm, vì thế thì lại càng tốt. Như vậy họ sẽ không tìm tôi vì tưởng tôi đã bị giết và bị trôi sông.
trên kia có xác người có thể làm cho họ tưởng như vậy. Thôi, ta đi mau lên. Jim, hãy đẩy nhanh ra giữa dòng đi nào. Cho đến khi bè của chúng tôi đi được chừng vài dặm về phía dưới và ra đến giữa sông Mississippi, chúng tôi mới yên tâm. Rồi chúng tôi lại treo đèn hiệu lên, trong lòng nghĩ là một lần nữa thoát nạn và được tự do. Từ hôm qua tôi chưa có gì vào bụng. Jim lấy ra mấy chiếc bánh mì rán, bánh sữa, lại có cả thịt, cả rau xanh. Trên đời thật không còn gì ngon hơn là ăn nóng sốt thế này. Tôi vừa ăn vừa nói chuyện với Jim rất vui vẻ. Tôi mừng đã thoát được khỏi cái vạ đồn điền, và Jim cũng mừng được thoát khỏi đầm nước. Chúng tôi bảo nhau rút cục là chẳng ở đâu hơn cái bè của chúng tôi. Những nơi khác thì ở đâu cũng chật chội, nghẹt thở, nhưng ở trên bè thì không thế. Ở trên bè mình cảm thấy mình hoàn toàn tự do, dễ thở và vững tâm. VTC Now.